Xin chào tất cả các bạn học viên học vẽ AutoCAD. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Trong video hướng dẫn ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta chèn block theo biên dạng bất kỳ. Các bạn học viên quan sát trên màn hình, ở đây tôi có cái block cây cỏ. Bây giờ tôi muốn chèn cái block này theo cái biên dạng 50 mm, tôi lại chèn một cái cây cỏ này. Và cái đoạn dưới này thì tôi thay đổi, tôi chèn kích thước là 100 mm. Thì cái cách để ta chèn block thì các bạn dùng lệnh ME này, ra chọn cái đường thẳng này, Enter, sau đó các bạn chọn B, Enter này, chúng ta tôi đặt tên cái block này là cây cỏ này, Enter, và giờ tôi nói Z, Enter, và cái khoảng cách các bạn nhập giá trị 50, Enter. Đấy, các bạn quan sát, lập tức chúng ta cứ 50 mm lại trồng một cái cây cỏ này. Tương tự thì các bạn sẽ thực hiện với phần phía dưới, chúng ta nhập giá trị block và tên block là cây cỏ, chúng ta ấn phím Z, Y, sau đó nhập khoảng cách là 100, Enter. Đấy, chúng ta sẽ được. Giờ với cái biên dạng hình thù mà không là đường thẳng thì chúng ta cũng làm tương tự. Đầu tiên các bạn chọn cái đường thẳng này, sau đó chúng ta nhập giá trị D và chúng ta tên block là cây cỏ, sau các bạn nhập giá trị Z. Tiếp tục các bạn nhập cái chiều dài, tôi nhập là 50 chẳng hạn, Enter. Đấy, thì các bạn cứ khoảng cách 50 chúng ta có một cái cây cỏ. Đấy, cứ 50 có một cây cỏ. Đấy, chúng ta vào đây ta kiểm tra này, các bạn kiểm tra này. Đấy, 50 là có cây cỏ. Ở biên dạng tiếp theo, nếu là biên dạng hình tròn thì làm thế nào? Để quan sát, các bạn quan sát cái biên dạng hình tròn, ta chọn cái biên dạng hình tròn, các bạn nhập giá trị B và chúng ta đặt tên cái cây cỏ, gọi tên cây cỏ, chúng ta nhập giá trị Y, sau đó các bạn đặt cái chiều dài, ví dụ tôi đặt là 50. Tiếp tục theo cái biên dạng hình vuông như này thì các bạn vẫn dùng lệnh ME, chúng ta chọn, sau đó các bạn nhập giá trị B, chúng ta tên là cây cỏ, Enter, chúng ta nhập giá trị Y và bây giờ các bạn nhập cái khoảng cách giá trị là 50. Đấy, thì chúng ta có cứ 50 chúng ta có một cây cỏ. Thì đây là cái lệnh chèn block theo biên dạng bất kỳ. Thì cách thức thực hiện như nào các bạn quan sát trên màn hình, tôi sẽ hướng dẫn các bạn ngay bây giờ. Để thực hiện được các việc như vừa rồi thì các bạn sẽ thực hiện theo hai bước. Bước 1 thì các bạn tạo ra cái block, chúng ta dùng lệnh B. Lệnh block B thì gồm có 4 bước. Các bạn chuyển sang bước số 2. Bước số 2 các bạn dùng lệnh ME. Chúng ta sẽ thực hiện 5 bước để chúng ta thực hiện lệnh ME, là cái lệnh chúng ta chèn block theo cái kích thước định sẵn. Bây giờ chúng ta đi cái bước đầu tiên. Bước số 1, chúng ta tạo ra block với 5 bước để tạo block. Bước 1 là tên block, bước 2 chọn đối tượng, bước 3 là chọn điểm chuẩn và bước thứ 4 chúng ta nhập giá trị OK. Thì ở đây ví dụ tạo ra một cái block, tôi dùng lệnh line này, tôi tạo ra một cái block cây cỏ màu đỏ như này. Cây cỏ này có các giá trị xung xuê như này. Đó. Rồi chúng ta thấy một cái cỏ màu đỏ như này. Thế thì ở đây chúng ta chưa tạo block, vì khi chúng ta chọn này nó rất nhiều điểm. Đấy, chúng ta chọn như này là chưa thành block. Muốn tạo thành block, bây giờ các bạn dùng lệnh B này, chúng ta gọi B. Bước 1 B, Enter. Ở B thì chúng ta lần lượt, ở đây các bạn lần lượt giải quyết các bước này. Bước số 1 chúng ta đặt tên block, ở đây là cây cỏ, tôi ghi là cây 1. Đó. Sau đó các bạn sang cái bước thứ 2, chúng ta chọn đối tượng, các bạn chọn select object này, chúng ta chọn hết cái đối tượng này, Enter. Cái bước thứ 3 các bạn chọn điểm chuẩn này, các bạn ấn pick point, điểm chuẩn tôi là ở phần gốc này. Sau đó thì các bạn chọn giá trị là OK, tôi có giá trị là cây 1 để là block. Bây giờ các bạn kích chọn này, đấy, tôi thấy còn một cái điểm màu xanh này thôi, thì đây là block đã được thực hiện. Sau khi thực hiện block xong, các bạn chuyển sang bước thứ 2, chúng ta chèn cái block này. Thì ở đây, đây là cái cây cỏ này, tôi vẽ một cái đường thẳng đây, thẳng bất kỳ ra đây. Thì bây giờ tôi muốn chèn cái cây cỏ cây 1 này vào trên cái đoạn thẳng 500 này, và cái cách một đoạn 50 mm thì chúng ta chèn một cái cây này, hoặc cách 100 tôi chèn cái cây này, hoặc cách 80 tùy theo các bạn. Thì bây giờ các bạn thực hiện lệnh này, ME enter này. Bước 1 chúng ta chọn đối tượng, đối tượng của ta là đường thẳng này. Bước số 2 các bạn nhập biến B, ở đây chúng ta nhập biến B. Và bước thứ 3 chúng ta nhập tên block. Cái cây này vừa rồi chúng ta là cây 1 thì cái tên block của chúng ta là cây 1, enter. Sau khi chúng ta có cây 1 enter thì các bạn chọn giá trị Y, sau đó các bạn nhập cái khoảng cách để chúng ta chèn block này. Tôi nhập khoảng cách này là 80, cứ cách một đoạn 80 chúng ta có một cái cây cỏ. Đấy. Để các bạn quan sát này, tôi đo này, DLI rồi. Từ cái vị trí gốc này đến vị trí gốc này còn ra là 80. Tôi chọn nét kích thước các bạn nhìn rõ này. Đấy, đúng 80 không ạ? Đấy. Tương tự thì các bạn có thể chúng ta đo liên tiếp sang đây. Đấy, các bạn quan sát chúng ta có cứ khoảng cách 80 mm chúng ta lại có một cái cây cỏ. Thì trong cái video ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta chèn block theo cái biên dạng bất kỳ. Thì chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi để nhận cái video bài giảng mới nhất. Xin thân ái và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Tiếp theo bài học thì tôi thông báo một tin rất vui cho các bạn học viên học vẽ AutoCAD online. Để giải quyết các vấn đề trong công việc của các bạn ấy, thì tôi đưa ra cung cấp cho các bạn cái khóa học AutoCAD trực tuyến một thầy và một trò đạt cái hiệu quả cao. Đây là cái giải pháp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Chúng tôi với phương châm là có mặt để giúp đỡ các bạn ngay thời điểm các bạn cần. Để thực hiện cái việc học online thì các bạn này đăng ký theo số điện thoại của tôi 01686 này 325566. Trong công việc các bạn cần giúp đỡ để hoàn thành công việc, tăng hiệu suất lao động một cách nhanh hơn và tăng cái thời gian vẽ AutoCAD một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. So với cái việc các bạn mò mẫm chưa học thì thời gian nó rất lâu. Thì trong cái video ngày nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một cái lợi ích cực kỳ lớn, đó là các bạn thể học AutoCAD online tại nhà và với phương châm là học trực tuyến một thầy một trò, sẽ đem lại những cái giải pháp tuyệt vời cho các bạn trong quá trình các bạn học tập vẽ trên phần mềm AutoCAD. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi để nhận ngay những video bài giảng mới nhất cho các bạn và kèm theo những cái giải pháp tuyệt vời trong công việc các bạn. Thì ở đây tôi cũng làm sẵn một cái video giới thiệu về cái giải pháp học AutoCAD online, thì các bạn có thể đăng ký xem. Đấy, chúng ta xem nó phù hợp với các bạn thì các bạn nhớ đăng ký, và chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công.